Chào anh em đang xem miền Tây Sola ha. Đây là ngày 26 tháng 3 2024. Trước mắt anh em là một con Saco 3,5 kg. Thì đợt này em về được mấy chục con Saco 3,5 kg anh em, và bổ sung thêm một vài mười mấy con Saco 2,7 kg. Thì về dòng Saco 5,5 kg thì tạm thời công ty hết hàng, và em cũng đã hết hàng cho nên là không có bán được ha. Còn con 3,5 kg này nó vẫn còn hàng, cho nên anh em nào mà cần thì cứ liên hệ. Thì mấy anh em ngày hôm qua ha, qua có anh hỏi em về con này. Cuối cùng ảnh phân tích như thế này, làm cho ông ta cảm thấy hơi không đúng, cho nên em có thể làm cái video này để nói rõ hơn. Thứ nhất là những con 2,7 kg với lại 3,2 kg, giá của nó tầm 4 triệu mấy. Tại sao con này 3,5 kg không có lớn hơn bao nhiêu, 3,2 kg lên 3,5 kg không lớn bao nhiêu mà giá cả lại tới 8 triệu mấy? Thì em nhắc lại cho mọi người là cái con này là con inverter lớn ha, lớn. Thứ nhất là MPPT sạc của nó tới 100A, và cái tấm pin chúng ta có thể lắp được tới 5 ký pin mặt trời nha. Điện áp tấm pin là từ 120 tới 500V. Vậy thì đây là cái con inverter lớn nha anh em, lắp được tới 5 ký pin. Nhưng mà nó làm kích đầu ra có 3,5 kg, cho nên gọi nó là con 3,5 kg. Một số anh em bán trên thị trường gọi nó là con 5 ký anh em, tại vì nó lắp tới 5 ký pin. Nhưng mà đầu ra có 3,5 kg cho nên em gọi nó là con 3,5 kg nha. Và nó dùng hệ ắc quy 24. Đặc biệt là nó có thể chạy trực tiếp từ tấm pin, trực tiếp từ điện lưới hoặc là trực tiếp từ ắc quy. Không cần kết hợp, có nghĩa là chạy một trong ba đó, hay là chạy 2 trong 3 hay là 3 trong 3 gì đều được hết. Nó có cái chức năng chạy trực tiếp anh em, thì làm cho giá cả nó cao. Và cái con này là cái con lớn ngang ngửa với con 5,5 kg nè, nó bự ngang ngửa với con 5,5 kg đấy. Đó thì nói tới đó thì anh em cũng đã phân biệt được thế nào là inverter 4 triệu mấy và inverter 8 triệu mấy này rồi phải không? Ưu điểm thứ nhất là MPPT sạc lớn nè, 100A nè, lắp được tới 5 ký pin nè. Thứ hai nữa là nó chạy trực tiếp vào tấm pin được nè. Đó, thấy không? Và những cái kích đầu ra nó cũng lớn hơn nè, nó đến 3,5 kg. Đấy, và cái đẳng cấp nó cao hơn nè, nó là Sunon Pro nha, chứ không phải Sunon E, nó là Sunon Pro. Và nó rất là gần với con 5,5 kg. Đó. Thì giá hiện tại đang là 8 triệu mấy, hiện tại đang 5,5 kg đang hết. Thì con 3,5 kg này được anh em đang nghiên cứu rất là nhiều. Thì bữa nay em bán được một con, em đem ra một con ra em quay video. Còn những con khác là anh em lát mua thì em sẽ quay tiếp. Thì bây giờ câu hỏi đó là câu hỏi thứ nhất, anh em hỏi sao mà nó hơn mấy con kia có không có nhiều mà giá cả nó lại tới 8 mấy. Câu hỏi thứ hai là cái vấn đề công suất, thì mọi người hỏi em là con này chạy được như thế nào. Thì con này là kích đầu ra 3,5 kg nha, và chạy đúng 3,5 kg luôn nha mọi người, không thấp hơn nha. Em đã test rất là nhiều lần rồi, chạy 3,5 kg thoải mái đó. Vấn đề bù lưới nối lưới của nó thì chạy hoàn toàn ok. Ở đây là đúng là gắn tấm pin không nó cũng chạy nữa, nhưng mà em cố tình em gắn tấm pin nè, ắc quy nè và điện lưới nè, thậm chí em gắn đầu ra luôn đã hoàn chỉnh hết luôn. Để em test tải cho mọi người xem. Thì cái ấm siêu tốc của em là cái ấm 1,5 kg nè, ấm 1,5 kg điện, khi ta cắm vô thì nó sẽ như thế nào. Thì một số anh em mới xài thì sẽ rất là băn khoăn về cái vấn đề này, có nghĩa là đầu tiên điện mặt trời nó thiếu thì nó lấy của ắc quy, sao lại có lấy lưới làm chi. Thì em cắm vô cho mọi người thấy ha. Điện mặt trời của em bây giờ là nó chiều, trời chiều mát à. Nó vẫn có điện mặt trời nhưng rất là ít. Còn ắc quy của em khá nhỏ, khi cắm vào thì điện lưới nó phải phụ thôi anh em. Điện lưới nó phải vô thôi, nếu nó không vô thì gây ra tắt máy. Tại vì ắc quy nó không thể nào mà cùng một lúc ngắn, thời gian ngắn mà ắc quy nó có thể kích 24 lên trên 220 quá nhiều như vậy, thấy không? Cho nên nó phải có sự hỗ trợ của điện lưới để trong một thời gian ngắn thôi, rồi từ từ nó sẽ điều tiết lại. Nếu nắng ánh nắng mặt trời mà nó vừa đủ thì nó điều tiết lại, đó, nó hạn chế lưới lại. Anh em nào xài năng lượng mặt trời mà hybrid lâu năm thì mọi người sẽ rất là rành về cái vấn đề này. Còn anh em nào mới xài thì hay hỏi em là ủa sao kỳ vậy, sao nó vẫn lấy lưới, sao nó vẫn lấy lưới, bây giờ trời đang nắng và bây giờ vẫn có ắc quy mà sao nó lại lấy lưới. Đó thì đó, em nói cho mọi người biết về vấn đề đó. Có nghĩa là trong một thời gian ngắn mà chúng ta dùng điện quá nhiều thì nó buộc phải lấy lưới, chứ nếu không lấy lưới thì inverter nó sẽ bị yếu ngay. Nó sẽ bị mất 220, người ta gọi là tuột áp. Lấy lưới để ổn định cái đã, rồi sau này có điện mặt trời rồi ắc quy rồi này kia nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ bù trừ lại ha, nó sẽ bù bán lại. Đó là cái vấn đề người ta gọi là cân đối của một cái con inverter, nó rất là hay anh em. Hybrid nó cân đối rất là hay, nó có cái mạch khiển ở bên trong.
Đó, và bây giờ nè, các cổng ăn chơi em đã kết nối hết ráo nè, bốn cổng đã kết nối hết trơn. Bây giờ em cắm cái này vào, thì hiện tại anh em thấy là điện lưới đang nằm đợi. Em đang cài SPU nha, chế độ SPU ha, tấm solar, sau đó tới ắc quy, sau đó mới tới điện lưới. Đó, tấm solar đang nằm đợi nè, không có vô ha. Ủa sorry, điện lưới đang nằm đợi không có vô. Tấm pin là đang cung cấp cho tải nè, anh em thấy tấm pin đang cung cấp cho tải không? Tấm pin đang cung cấp cho tải nè, thậm chí ắc quy cũng đang cung cấp cho tải nữa. Đó, tải của em là cái quạt nhỏ thôi. Đó, thì anh em muốn mà ắc quy mà không cung cấp cho tải thì dễ lắm, cài cái vôn của ắc quy cao lên. Hiện tại em đang cài nó không cao lắm nè. Bây giờ anh em muốn cái ắc quy nó chưa cung cấp cho tải đúng không, muốn là lưới không phải không? Này, nó có rất là nhiều cách nha mọi người, có nghĩa là chúng ta có thể cài kiểu gì cũng được hết ha. Đó, anh em đặt câu hỏi rất là nhiều lúc này, tại vì anh em mua nhiều á, mua càng nhiều thì anh em đặt câu hỏi rất là nhiều. Đó, và do ta mới xài ta lo lắng nhiều thôi, chứ còn mà sau này thì chúng ta sẽ không có lo cái phần nữa. Bây giờ em tăng cái vôn nó lên nè, tăng cái vôn của ắc quy vôn đầy lên nè, em tăng lên 29 luôn, full luôn, tăng full luôn nè. Đó, thì lúc này ắc quy nó sẽ không cung cấp cho tải nữa, mà chỉ có tấm pin cung cấp không. Đó, nói chung là anh em muốn cái gì thì mình cũng có thể cài được hết nha, muốn cái gì cũng có thể cài. Còn bây giờ là điện lưới đang nằm không nè, người ta cắm cái ấm vào, người ta quay qua đây ta cắm cái ấm vào thì xem coi nó sẽ xảy ra như thế nào nha anh em. Đó, xảy ra thế nào. Hiện tại bây giờ thì như mọi người thấy nè, trước khi mà xem thì chúng ta nhìn này nè, nó không ăn của lưới nha. Đó, nó chỉ lấy của lưới có một hai quát thôi, bốn quát thôi. Bốn quát này không phải gọi là ăn lưới nha mọi người, nói chung là không lấy lưới nè, không đẩy lưới nè, anh em thấy không? Để mọi người hỏi em là con này chạy như thế nào 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 rất là nhiều nè, không đẩy lưới nè, không đẩy lưới nè, không ăn lưới nè, anh em thấy chưa? Không hề ăn lưới một chút nào hết nè, bốn quát là kể như không có nha mọi người, thấy không? Bốn quát là kể như không có, đấy, không ăn lưới nè, không đẩy lưới nè. Đó, chúng ta xài tiết kiệm miễn phí 100% tiền điện luôn nè, tại chúng ta quạt nè. Đó, quạt nó đại diện thôi, ta có thể gắn chục cái vô ha. Đó, thì trong cái tình trạng này là tấm pin và ắc quy đang nuôi rất là ok, cho nên lưới là không có cần nè. Nè, anh em thấy lưới nè, lưới không cần. Dù là bây giờ trời đã mát rồi nha, bây giờ trời mát rồi nha mọi người, trời bây giờ không còn nắng đâu, không còn nắng đâu, nhưng mà nó vẫn đang quạt và ắc quy đang nuôi tải nè, không cần tới lưới đâu. Bây giờ em cắm cái vật dùng điện nặng này vô coi ra sao nha, cắm vật dùng điện nặng lên coi ra sao. Cắm vô nè, cái con này nó ăn 1,5 kg đó. Rồi là bắt đầu nhảy lưới qua liền anh em thấy nè, nhảy lưới liền nè. Ở đây ắc quy nó không nuôi tải nổi nữa nha, tại vì ắc quy của em là ắc quy hư, những cái ắc quy nhỏ hư, cho nên nó không có nuôi tải được mà nó ngắt luôn. Đó, bây giờ là lưới 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 nuôi nè, lưới nuôi và tấm pin nuôi nè. Đó, vừa lưới nuôi và tấm pin nuôi, anh thấy không? Và cái quá trình đó nó không gián đoạn nha, không gián đoạn, ấm của chúng ta nó vẫn vẫn đang hoạt động bình thường. Hiện tại bây giờ nó ăn lưới nè, anh em thấy nó ăn lưới nè, nó ăn lưới là 1,1 kg nè. Cái ấm đó nó ăn 1,5 kg, nhưng mà tấm pin phụ mới, lưới phụ mới nè anh em, hai cái nó hợp tác nè. Bây giờ em tắt tấm pin luôn coi như thế nào nha. Đây đây là cái CB của ắc của tấm pin nè, đây là CB của tấm pin nha, em tắt luôn nè. Xem nó ăn lưới bao nhiêu, tắt tấm pin luôn, nó ăn lưới bao nhiêu nè. Nó ăn lưới 1,1 kg á. Và nó có ắc quy nữa, có ăn của ắc quy nữa. Đây, nó kết hợp cả hai ba thứ chổng anh em. Như trên đây nè anh em, ở trên đây là sự kết hợp giữa giữa điện lưới và tấm pin nè, nè thấy không? Đấy, nó thực hiện rất là đa năng nha, có nghĩa là chúng ta có thể dùng điện lưới với tấm pin để nuôi một lượt cho tải nè, thấy không? Tấm pin nuôi và điện lưới rồi đồng thời cũng nuôi nè. Đấy, những cái con mà inverter như thế này mọi người, nó khá là đa năng, và nó có một cái bộ điều khiển ha, để hòa trộn giữa điện lưới, tấm pin và ắc quy. Đấy, đó là cái mà nhiều anh em nhiều khi mới xài, ở chúng ta chưa có rành lắm về cái dòng chạy trực tiếp này ha. Thì nó lớn hơn những cái con 3,2 kg với lại 2,7 kg là ở chỗ đó anh em, nó có khả năng chạy không cần ắc quy luôn. Đó, hiện tại em mới tắt thử ắc quy nè, nó vẫn ok bình thường. Nói chung là trước đây em cũng đã test rất là nhiều về những cái con này. Đó, ta không gắn ắc quy nó vẫn xài điện lưới và tấm pin rất là bình thường. Nhưng mà lời khuyên của các anh em mà xài mà
hoặc là em bán lâu năm á, thì chúng ta nên có hệ ắc quy. Ắc quy chúng ta nên có khoảng 100 ampe, hai cái bình 100 ampe gắn ở đây xài thì nó ổn định rất là cao, tính ổn định rất cao. Còn anh em dựa vào tấm pin, dựa vào điện lưới thì nó sẽ lấy lưới ha, lấy lưới hơi nhiều đó. Nếu mà có ắc quy thì nó sẽ triệt tiêu tiền điện tốt hơn nữa. Hiện tại như anh em thấy nè, bây giờ tấm pin nuôi tải nè, điện lưới nuôi tải nè, thấy không? Và khi mà điện mặt trời đủ nhiều thì điện lưới nó càng giảm lại ha, điện mặt trời càng nhiều và điện lưới càng giảm. Đấy, như nãy anh em thấy đó, bây giờ thì điện mặt trời hơi ít cho nên điện lưới giảm còn được có 100 mấy watt, 100 mấy 200 watt gì đó. Bây giờ điện mặt trời nó gần hết rồi đấy, nhưng mà cũng thấy được cái vấn đề mà hai cái thằng anh em nó trộn nó chạy như thế nào ha. Đấy thì các bạn, các anh em mà đam mê thì hãy liên hệ đó. Những cái loại Saco 3,5 kg, 5,5 kg này nó có cái chức năng chạy không cần ắc quy. Chúng ta có thể bật lên ắc quy lên cũng được, hay là bật không bật cũng được. Hiện tại mình đang tắt ắc quy đó nè, nãy mình thử mình tắt đó, rồi mình cho nó chạy pin không, rồi mình cho nó chạy lưới không này kia. Đấy, hiện tại cái ấm nước mình nó sôi nè anh em, lo nói chuyện mọi người mà ấm nước nó sôi nè. Bỏ vô nè, bỏ vô nó hút lại nè, nó hút một cái là nó hút tới 1 ký mấy lần mọi người, nó hút cái đồng hồ dưới 1 ký mấy á. Khi nó sôi nó tắt rồi thì nó chuyển qua đèn xanh. Ấm này xài cũng rất là tiện lợi nè, tiện lợi và rất là đẹp, giá thì không có bao nhiêu. Rồi anh em cần những cái loại inverter này thì hãy liên hệ mình nha. Saco 3,5 kg mình mới đem về một lô mấy chục con á, để bán thế cho 5,5 kg mọi người. Lúc này 5,5 kg hết hàng rồi nè, 5,5 kg chắc khoảng 2 tuần nữa mới có hàng.